Lưu Hanh, Quang Hiểu Đồng, cặp đôi vàng trong làng chơi đồ hiệu. Quang Hiểu Đồng và Lưu Hanh là cặp tình nhân trẻ mẫu mực trong showbiz. Từ khi công khai chuyện tình cảm, ban đầu họ vướng phải sự phản đối của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, thời gian đã giúp hai người nhận được sự ủng hộ. Giờ đây, fan hai người còn thúc giục họ nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng còn trẻ, họ vẫn chưa có kế hoạch tiến tới hôn nhân. Trong thời gian cặp sao hẹn hò, netizen đã so ra điểm chung giữa hai người, đó là chuộng đồ hiệu. Có thể nói Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng là những ông hoàng bà chúa đồ hiệu. Qua những bức ảnh mà Quang Hiểu Đồng đăng tải, netizen ước chừng cô nàng có nhiều túi xách hiệu, cá rẻ nhất cũng có giá 7.000 nhân dân tệ, hơn 24 triệu đồng. Điều thú vị là Quang Hiểu Đồng còn mua một chiếc túi du lịch cho cún cưng của mình. Chiếc túi đó có giá tới 20.000 nhân dân tệ, hơn 70 triệu đồng. Điều này khiến nhiều người cảm thán khi mình còn nghèo hơn cả một chú chó. Còn giá áo trên người chú cún cũng có giá hơn 4.000 nhân dân tệ, hơn 14 triệu đồng, thật khiến người ta trầm trồ. Với những chiếc túi và đồ trang sức mà Quang Hiểu Đồng để lộ, netizen tính sơ cũng có giá khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ. Vậy những món đồ chưa lộ ra thì không biết giá trị còn khủng đến nhường nào. So với bạn gái thì Lưu Hanh cũng không thua kém. Anh đã ở đỉnh lưu rất lâu, tài nguyên luôn dồi dào nên tiêu tiền cho đồ hiệu cũng là hợp lý. Trong một show truyền hình, người ta phát hiện chiếc đồng hồ Lưu Hanh đeo có giá lên tới 4 triệu nhân dân tệ, hơn 14 tỷ đồng. Lúc đó netizen đã chấn động, Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng thật sự giàu có. Quang Hiểu Đồng sinh ra trong một gia đình khá giả, về sau dấn thân vào làng giải trí cũng phát triển tốt. Cô được mệnh danh Cách Cách Bắc Kinh và rất xứng đáng với danh xưng này. Lưu Hanh đã phát triển ở Hàn Quốc từ rất sớm, sau khi trở về Trung Quốc thì lên hàng đỉnh lưu. Cả hai người rất đẹp đôi cả về nhan sắc lẫn năng lực. Trước đó, Lưu Hanh đã phát Weibo chúc mừng sinh nhật bạn gái Quang Hiểu Đồng. Ngay lập tức, việc này đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của Lưu Hanh dành cho Quang Hiểu Đồng. Dù đó chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng cũng cho thấy sự quan tâm nhẹ nhàng và tinh tế của Lộc Hàm dành cho bạn gái. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Hanh khiến người hâm mộ ghen tị vì những cử chỉ ngọt sâu răng của mình. Cách đây 2 năm, nam ca sĩ kiêm diễn viên cũng khiến cả làng giải trí bất ngờ khi công khai tình cảm với Quang Hiểu Đồng vào một ngày đẹp trời. Thậm chí anh còn là người chủ động lên tiếng trước và tách hẳn tên Quang Hiểu Đồng trên Weibo. Trong suốt 2 năm bên nhau, Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng không phô trương hay thể hiện tình cảm lộ liễu trước công chúng. Tuy nhiên, họ vẫn thường xuyên bị chụp lại những tấm hình cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Mỗi khi đến dịp kỷ niệm, hai bên sẽ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp khiến ai nấy đều phải ghen tị. Song cũng không ít lần giữa hai người xảy ra tin đồn chia tay, nhưng cả Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng đều chọn cách im lặng thay vì lên tiếng giải thích. Lưu Hanh là người rất tận tâm và có trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Từ trước đến nay, cả hai đều chưa có tai tiếng gì về tình cảm, cũng chưa có lùm xùm với bạn khác giới. Có thể thấy, hiếm cặp đôi nào trong showbiz yêu nhau bình yên được đến vậy. Mặc dù hẹn hò, nhưng cả Lưu Hanh và Quang Hiểu Đồng đều không dựa vào đó để nổi tiếng hơn hay tạo scandal. Đây đúng là cặp đôi vàng thế hệ mới của showbiz rồi. Người hâm mộ cũng rất mong sẽ sớm nhận được tin vui từ họ. Lộc Hàm sinh năm 1990 là một trong tứ đại lưu lượng của showbiz hoa ngữ bên cạnh Ngô Diệt Phàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong. Năm 2011, anh ra mắt trong nhóm nhạc nam EXO và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Đến tháng 10 năm 2014, Lộc Hàm đã đệ đơn kiện chống lại SM Entertainment để vô hiệu hóa hợp đồng của mình và chính thức rời khỏi EXO. Sau khi về Trung Quốc, anh ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cũng như tham gia diễn xuất trong các phim Trạch Thiên Ký, Điềm Mật Bảo Kích, Pháo Đài Thượng Hải.